Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người lại quay trở lại với kênh Xem bóng đá là có tiền của mình. Ở video ngày hôm nay thì mình sẽ nhận định cho các bạn trận đấu giữa các cầu thủ Newcastle gặp các cầu thủ Leicester City. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ 15 phút đêm ngày hôm nay 17 tháng 4 năm 2022 thuộc vòng 33 của ngoại hạng Anh các bạn nhé. Trước khi vào những nhận định chính của trận đấu ngày hôm nay thì thật sự chúc mừng tất cả những anh em nào hôm qua đã theo mình những kèo bóng mình để trên trang trên kênh, cũng như là những anh em mà đang ở trong cái nhóm bóng của mình thì hôm qua chúng ta đã ăn gần như là full kèo. Anh em nào mà đang còn chưa có một cái nhóm bóng để kèo với một cái tỷ lệ win cao, chưa có một cái trang bóng chơi uy tín và nào rút tiền trực tiếp qua thẻ ngân hàng thì anh em có thể kéo xuống phần mô tả của mỗi video, kết bạn Telegram hoặc là Zalo với mình. Mình sẽ đưa các bạn vào trong nhóm để kèo cũng như là hướng dẫn các bạn chơi trên một trang bóng uy tín và nạp rút tiền qua thẻ ngân hàng. Ở ngày hôm qua thì các bạn cũng biết rằng là ít có người nghĩ đến rằng là các cầu thủ Liverpool lại có thể một cái chiến thắng, và Liverpool cũng như là các cầu thủ Manchester City ngày hôm qua đã cống hiến cho anh em một cái trận đấu phải nói là mãn nhãn. Bên cạnh đó thì trận đấu giữa các cầu thủ Manchester United với lại Norwich, tuy rằng là chiến thắng nó thật là nghẹt thở, thế nhưng mà ngày hôm qua thì lại là tiếp tục anh Bảy đã lên tiếng để có thể là có những cái điểm số quý giá dành cho các cầu thủ Manchester United ở trong thời điểm hiện tại. Về cái trận đấu ngày hôm nay thì các bạn biết rằng là ở trận đấu này thì Newcastle và các cầu thủ Leicester City sẽ tiếp đón nhau. Các cầu thủ Leicester sẽ làm khách trên sân nhà của cầu thủ Newcastle United. Và sau 3 phút vòng đấu thì trong thời điểm hiện tại Newcastle đang có 34 điểm. Họ đang có 8 chiến thắng, 10 hòa cùng với lại 13 thua. 34 bàn ghi được và để thủng lưới 54 thì hiện tại họ đang âm 20 bàn. Cách biệt của họ so với lại cái đội bóng xuống hạng ở bây giờ nó phải nói là khá là an toàn, 10 điểm nhá. Burnley đang có 24 nhưng họ đang có 34, vậy là cách biệt là 10 điểm. Chính vì thế thì cái tâm lý của các cầu thủ Newcastle trong trận bóng này cũng khá là thoải mái. Còn đội bóng mà hôm nay họ tiếp đón đó chính là các cầu thủ Leicester thì bày cáo trong thời điểm hiện tại sau 29 vòng thi đấu, họ đang có 11 chiến thắng, 7 hòa, 11 thua, 45 bàn ghi được để tổng điểm 48 mà chỉ âm 3 bàn, có 40 điểm. Họ cũng không còn một chút cơ hội nào nữa để có thể cạnh tranh lên cái top dự cúp châu Âu. Và ở cái việc mà xuống hạng thì lại càng không. Thế nên là ở trong cái trận bóng này sẽ là một trận bóng mình đánh giá là hai đội sẽ thi đấu cực kỳ thoải mái và sẽ có một cái trận đấu cống hiến dành cho tất cả mọi người có thể theo dõi được. Mà mình cũng mong rằng là trận đấu này sẽ là một trận cầu mãn nhãn trong đêm ngày hôm nay. Về lịch sử đối đầu cũng như là cái phong độ thi đấu gần đây của Newcastle và Leicester thì Newcastle sau những cái trận thua trước những cái đối thủ mà được đánh giá mạnh hơn họ rất nhiều, vì trong cái trận đấu gần đây nhất thì họ đã tìm lại được cái chiến thắng của mình. Còn Leicester City thì họ đã bất bại trong 5 trận đấu gần đây nhất rồi với 3 chiến thắng cùng với lại 2 trận hòa. Lịch sử thì lịch sử trong tầm 6 lần đối đầu gần đây thì Leicester thắng tới 5 trận, còn Newcastle chỉ thắng 1 trận duy nhất mà thôi. Và cái trận đấu gần đây nhất thì các cầu thủ Newcastle có một chiến thắng 1-0 trước các cầu thủ Wolverhampton. Và thật sự ra trong thời điểm hiện tại thì Wolverhampton đang đánh giá cao hơn Newcastle rất nhiều. Thế nhưng mà Newcastle đã nỗ lực và có thể giành được cái chiến thắng này. Trước đó thì họ để thua trước 3 đối thủ mình đánh giá là duy nhất có cái vị trí của Everton là thật sự là không quá mạnh so với Newcastle thôi. Còn Chelsea cũng như là Tottenham Hotspur thì đều là những cái đối thủ mà trong thời điểm hiện tại Newcastle khó mà có thể vượt qua. Trước đó thì Newcastle cũng có 2 chiến thắng, 1 chiến thắng trước Southampton rồi là 1 chiến thắng trước Brighton & Hove các bạn nhé. Ở trong cái trận đấu đêm nay khi mà cá ngựa được thi đấu ở trên sân nhà của mình thì liệu rằng là bầy cáo có thể bị mắc lưới hay không thì chúng ta sẽ cùng phân tích sâu hơn nữa đến cái thông tin lực lượng và đội hình ra sân dự kiến của cả hai đội ở trong trận bóng đêm ngày hôm nay. Thì về cái đội hình ra sân dự kiến thì đang có trên màn ảnh anh em thì mình cũng sẽ phân tích cái này sau. Bây giờ sẽ phân tích cái đầu tiên đó chính là cái thông tin về lực lượng. Thì ở phía các cầu thủ Newcastle trong trận bóng này họ sẽ có thể đón chào sự quay trở lại của Willock cũng như là Ryan Fawcett. Hai cầu thủ này đã bình phục chấn thương nhưng mà cái khả năng ra sân thì cũng chưa cao lắm khi mà cái phong độ cái thể lực còn chưa được đạt mức tối đa. Hai cầu thủ họ sẽ vắng ở trong trận bóng này thì sẽ là Wilson cùng với lại Trippier. Trippier sau một khoảng thời gian chấn thương dài dặc thì trong thời điểm hiện tại vẫn chưa thể quay trở lại được. Cũng mong rằng là Trippier sớm có thể quay trở lại cùng với Newcastle để tạo nên một cái đôi cánh thật sự tốt cho Newcastle trong thời điểm hiện tại. Về phía Leicester thì trong trận bóng này thì họ cũng có thể đón sự quay trở lại của Bukayo Soumaré do là đang bình phục chấn thương trở lại. Còn họ sẽ chấp nhận thiếu vắng đi ít nhất là 3 vị trí, đó là vị trí của Bechan này, Danny White cùng với lại vị trí của NDD do là bị chấn thương.
Ở cái sơ đồ chiến thuật thì trong trận này thì các cầu thủ Newcastle vẫn tiếp tục sử dụng sơ đồ chiến thuật là 4-3-3. Còn phía bên kia chuyền tiến các cầu thủ Leicester cũng vậy, vẫn là một cái sơ đồ chiến thuật 4-3-3 với những cái mũi nhọn tấn công mình đánh giá là khá là tốt. Ở trong trận đấu đêm ngày hôm nay, nếu như các cầu thủ Newcastle có thể đón sự quay lại của Willock thì có thể là họ sẽ ra sân với một đội hình mình đánh giá khá là chất lượng. Và ở trong thời điểm hiện tại, chúng ta có thể điểm qua những cái tên ở trên hàng công của Newcastle trong trận đấu này, ví dụ như là vị trí của Chris Wood, của Maximin hay là vị trí của Mugwe Aaron. Thì ba cầu thủ tiền đạo của các cầu thủ Newcastle ở thời điểm hiện tại thì mình đánh giá là một phong độ cũng ổn định chứ không phải là quá tốt, nhưng mà trong thời điểm hiện tại với chỉ cần một cái phong độ ổn định thôi thì chúng ta cũng đã có quá nhiều điều ở ngoại hạng Anh rồi. Còn về phía các cầu thủ Leicester City thì ở trong trận bóng này thì những cầu thủ ở trên hàng công của họ thì khả năng sẽ là Madison, vị trí của Daka cũng như là Barnes. Thì Madison cũng như là Tielemans đang là một cái hành lang bên phía cánh phải tấn công theo hướng tấn công của các cầu thủ Leicester City đang thi đấu khá là tốt các bạn nhé. Ở trong trận bóng này thì nếu mà so sánh về thông số cũng như là về cái lực lượng rồi là về cái tình hình hiện tại thì các cầu thủ Leicester cũng không nhỉnh hơn các cầu thủ Newcastle quá nhiều khi mà cái chất lượng cầu thủ của họ là ngang nhau. Và để mà đánh giá trong trận bóng này một đội đoàn nào thắng đội nào thua thì mình cũng thấy là nó cũng thật sự là khó khăn. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển đến xem là cái tỷ lệ kèo nhà cái châu Á đang đưa ra ở trong thời điểm hiện tại cái mức kèo chấp như thế nào. Ở trong thời điểm này thì các cầu thủ Newcastle với cái lợi thế trên sân nhà của mình chấp các cầu thủ Leicester City là 0,25. Cũng khá là bất ngờ khi mà Newcastle lại chấp. Còn tài xỉu trận bóng này là tài xỉu 2.5, trong hiệp 1 hai đội bằng bóng nhưng mà nằm Newcastle chỉ ăn có 0,7, còn nằm dưới thì ăn 1,3 luôn. Tài xỉu hiệp 1 là một hòa. Khá là bất ngờ khi mà các cầu thủ Newcastle lại có cái kèo chấp Leicester City trong thời điểm hiện tại, khi mà đánh giá thì Leicester City đang nhỉnh hơn so với lại các cầu thủ Newcastle kể cả về mặt phong độ cũng như là về mặt chất lượng cầu thủ. Thế nhưng mà trong thời điểm hiện tại thì mình nghĩ rằng là về cái việc mà thực thi đấu ở trên sân nhà của mình thì Newcastle đang có cái lợi thế khá là tốt. Và ở trong trận bóng này thì một trận bóng cởi mở có thể dẫn đến một cái tài khá là cao khi mà cả hai đội bóng đều đang có một cái phong độ không phải là quá cao, thế nhưng mà họ lại có một cái tâm lý thật sự là rất là tốt. Thế nên trong trận bóng này thì họ cũng không nhất thiết là chắc chắn phải thắng, cũng không nhất thiết là bắt buộc phải có điểm, tại vì là cả hai đội bóng đều không còn quá nhiều cái nỗ lực để trụ hạng hoặc là để vươn lên cái top trên rồi. Thế nên là trong trận bóng này mình đánh giá là sẽ có một cái kèo tài, mà tài xỉu ở trong trận bóng này chỉ là tài xỉu 2.5 thôi. Tài xỉu 2.5 thôi, thế nên anh em hoàn toàn có thể đi cho mình những cái mã kèo liên quan đến kèo tài, ví dụ là tỷ số 2-1 này dành cho hai đội, hoặc là 3-2 hoặc là 3-1 dành cho hai đội. Cũng không loại trừ trong trận bóng này có khả năng có một cái kết quả hòa hai đều các bạn nhé. 15 phút thì trong trận bóng này để mà đánh giá một cái kèo 15 phút tỷ lệ nổ cao nhất thì mình vẫn đánh giá là khoảng 15 phút đầu của cái hiệp 1 này. Tuy rằng nhà cái đang đưa ra một cái mức tỷ lệ ăn lên tới 2,17 nhưng đây là một cái kèo khá lừa. Đây là một cái kèo khá lừa. Khi mà anh em thấy rằng là Newcastle là một trong những đội bóng trong những cái trận đấu gần đây kể từ ngày mà họ được thay chủ mới thì cái lối đá của Newcastle nó đã khác hẳn. Nó không còn phải là một Newcastle chỉ có phòng thủ phản công nữa, mà bây giờ nó là một Newcastle khá là toàn diện, có những cái đường bóng khá là ổn định, và đặc biệt là Newcastle sẽ dành trọn vẹn 30 phút đầu trận để tấn công và họ sẽ chấp nhận nhường thế trận lại khi mà có một cái kết quả có lợi thôi. Còn ở trong thời điểm hiện tại thì Newcastle đang thi đấu mình đánh giá là khá là hay. Tuy rằng những cái trận đấu gần đây trước Tottenham rồi là trước Chelsea họ chỉ để thua 1-0 thôi. Nếu như mà trận đấu đó may mắn hơn thì chắc chắn là Chelsea sẽ không thể nào giành chiến thắng trước Leicester được cả. À trước trước Newcastle được cả. Còn cái trận thua 5-0, 0-5 trước các cầu thủ Tottenham thì thật sự đó cũng là một cái tai nạn. Thế nên trong trận bóng này thì mình đánh giá là khả năng mà trong cái phút thứ 10 phút thứ 00 đến phút thứ 15 và phút thứ 15 cho đến phút 30 này, hai khoảng thời gian này của hiệp 1 là khả năng có bàn rất là cao. Anh em có thể đi cho mình hai cái mã này. Góc thẻ ở trong trận bóng này thì chắc chắn rồi, trong trận bóng này anh em không cần phải suy nghĩ quá nhiều.
đánh luôn cho mình một cái kèo tài góc đi. Đánh luôn cho mình một cái kèo tài góc cả trận 10.5. Còn cái kèo tài góc hiệp 1 có 4.5 thôi, nhưng mà ăn cũng có 0.79 thôi. Thực sự là ăn cũng hơi thấp. Nên là anh em đi thì anh em vẫn đi được. Còn không thì anh em cứ đánh chắc cú cho mình cái tài kèo tài góc 10.5 này. Thẻ ở trong trận bóng này thì mình lại đánh giá một trận đấu ít thẻ. Tại vì sao? Tại vì là hai đội bóng này họ không phải quá ganh đua nhau, họ cũng có một cái tâm lý thoải mái hơn nhiều. Họ không cần nhất thiết là phải những pha đánh chặn triệt hạ đối thủ. Thì trong trận bóng này để mà có một cái xỉu thẻ thì mình đánh giá là cũng là có. Khi mà tài thẻ trong trận bóng này lại chỉ là tài thẻ 3.5 thôi. Trung bình một trận đấu bình thường là tài thẻ sẽ khoảng là tầm 4. Nhưng trong trận bóng này chỉ tài thẻ chỉ 3.5 thôi, anh em có thể đi cho mình cái xỉu trong này được. Đó, thì đấy là những cái kèo phụ. Còn bây giờ quay lại với cái kèo bóng chính thì mình vẫn đang tin tưởng các cầu thủ Newcastle hơn. Thế nhưng mà ở đây một cái kèo đồng banh, ở đây một cái kèo chấp 0.25 thì mình đánh giá là trong cái kèo này nó cũng là một trong những cái kèo mà khá là dụ anh em. Như thế này thì nhiều anh em sẽ đâm đầu vào cửa Leicester ngay. Nhưng đối với cá nhân mình thì mình thiên về Newcastle cũng như là một cái kèo tài. Thì chắc chắn là anh em có thể đi cho mình cái mã kèo tài với một cái tỷ lệ win nó cao hơn một chút. Còn kèo Newcastle thì anh em có thể đi hoặc không đi. Nhưng mà trong trận bóng này thì đấy, mình cho anh em hai cái nhận định. Thứ nhất là chúng ta nằm Newcastle cả trận. Thứ hai là nằm tài cả trận ở trong trận bóng này. Thì trên đây là những cái nhận định và những cái dự đoán của mình về kết quả của trận đấu giữa các cầu thủ Newcastle United gặp các cầu thủ Leicester City. Anh em nào muốn nhận thêm nhiều kèo bóng hơn nữa, muốn có thêm một cái trang bóng uy tín và nào rút tiền qua thẻ ngân hàng, hay là trực tiếp được vào trong cái nhóm bóng để kèo 24/7 của mình, thì hãy kết bạn với mình, sau đó nhắn tin cho mình thôi thì mình sẽ đưa các bạn vào trong nhóm. Video này mình sẽ dừng lại ở đây, lát nữa thì mình sẽ tiếp tục lên cho các bạn video West Ham United cùng với lại Burnley ở bên kênh còn lại. Anh em hãy theo dõi và ủng hộ cả hai kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những cái video tiếp theo.